Đây rồi, đúng chỗ này rồi. Mình đi nước ngoài mấy chục năm vẫn nhớ nhà đây rồi. Đúng nhà này rồi. Nhà này có mấy đứa em hay trong nhà, mình phải vào hỏi thăm mới được. Xem tình hình sức khỏe như thế nào nào. Mình mua rất là nhiều đồ chơi Pop It bên nước ngoài về cho mấy em mới chơi. Hello, kêu anh cô đang. Sao nhà như thế này mà không có chỗ ấn chuông nhỉ? Ui dồi, nhà có mỗi ba đứa em, mình đi hơi lâu ấy. Không biết ba em có nhận ra mình không nhỉ? Hello. Ai đấy ạ? À, my name is Michael rách nát. Michael rách nát là ai hả? Rách nát là ai nhỉ? Ui dồi ôi, anh đây, anh nát đây. Anh nát. Ừ. Thế mà. Ô, anh nát về khi nào đấy? Mà anh nát đi nước ngoài về. Có quà. Tất nhiên là có quà rồi. Đây, anh có quà cho mấy đứa đây. Các em ở nhà vẫn khỏe chứ hả? Đây là đồ chơi Pop It ở bên nước ngoài về đây. Đồ chơi nước ngoài. Đây, ba đồ chơi đây. Các em chia nhau nào. Cái này của em. Anh đã cố tình mua ba cái đó phải tranh nhau rồi. Mấy cái đứa này không bỏ được cái thói tranh giành nhau đi à? Phải nhường nhau chơi mới chứ. Hai cái bà con nãy đứa này hết bé rồi. Của em. Chị, của em. Cái đứa cái thằng này nó bé thôi. Của em hết. Của em. Của em. Hai cái đứa em này của chị em. Thôi rồi, bây giờ anh có một ý kiến như thế này. Bây giờ anh tổ chức thi vé. Ai vé đẹp hơn thì được chọn đầu tiên. Còn ai vé đẹp thứ hai thì chọn tiếp theo. Còn người cuối cùng thì tự không phải chọn. Vé Pop It nhá. Vé thì vé. Đúng rồi. Rồi. Anh nát ra cái đề đấy là quá dễ rồi. Thế nào sẽ thuộc về em hết thôi. Không phải em vé hơi đẹp luôn. Rồi, mày đưa đi vé đi. Đây rồi, màu đủ hết các kiểu rồi. À, chỗ này hết, chỗ ngồi rồi. Bàn này là của chị với cả chị Khanh ngồi. Em còn chỗ này, em cho chỗ khác đi. Ui giời, em cũng không thèm nhá. Em vào cái chỗ này em ngồi cho nó có tâm trạng, vé nó đẹp nhá. Ngồi cạnh con chó gì? Chắc ngồi em ngồi đó bạn. Chắc gì đã vé được, bao ít chắc vé con chó gì. Thế thì chị không biết rồi. Các bạn ơi, giờ mình sẽ vé Pop It trong vòng 1 phút luôn. Yêu, em vé trong vòng 1 phút á. 1 phút còn chưa kịp chị ngáp ý. Chị à, ít nhất phải vẽ 1 tiếng. Pop It của chị là siêu đỉnh, siêu đẹp luôn. Em cứ chờ đấy mà xem. Chị sẽ vẽ Pop It con bướm. Mình sẽ vẽ hình con bướm ra trước. Các bạn cùng chờ xem kết quả nha. 10 phút thì mình sẽ để ra 2 phút để mình vẽ sơ sơ. 2 phút. Ôi, 10 phút của em á, chị mới vẽ được cái dâu của cái con mưa mưa này thôi. Em vẽ trên mấy cái tờ giấy này quá đơn giản. Chị còn mất thêm 10 phút nữa để cắt nó ra. Chị đúng là dành, tốn quá nhiều thời gian. Rồi, mình sẽ dùng kia vắt kem này để tạo cái hình tròn, mình không phải dùng e kia. Sắp xong con bướm rồi. Cái dâu này chi tiết nó nhỏ nên là mình sẽ dùng kéo để mình cắt. Trời ơi, ngủ dậy rồi mà chàng vẫn chưa xong đấy chàng. Chàng đang vẽ cái gì này? Trời ơi, lâu quá. Hay là em cầm của em đi, của em lấy nhất chắc rồi. Em cầm đưa cho anh nát để em lấy ba cái Pop It luôn nhá. Để chị đợi 10 năm sau anh ấy mua cái khác cho chị nhá. À, người ta chậm nhưng chắc nhá. Em từng ở đấy mà tự kiêu tự đại. Trời ơi, giờ chưa xong một tí nào nữa. Còn 6 lần mà trời nữa về đâu đi chị. Nhưng mà còn Khanh, chị Khanh đâu? Ui dồi, chị Khanh nhìn chú ra cái số này núp nữa á. Không biết em á, đổ đâu. Chị phải ngồi cạnh con chó vé nó mới nhanh. Ui dồi, giờ chưa xong một tí gì. Thôi, em đi ngủ tiếp đây. Hai chị quá kém. Mình chỉ vẽ cái này lâu thôi các bạn ạ. Còn tô màu thì mình nhanh. 6 phút mình sẽ vẽ cái tròn tròn này. Còn 2 phút cuối mình sẽ tô màu là xong. Mình đã vẽ xong 5 thần mặt trời. Giờ mình sẽ dán bằng dính lên. Hơi lâu một tí rồi nhưng mà nó sẽ đặc biệt chất lượng các bạn ạ. Các bạn cùng chờ đoán nha. Bây giờ mình bắt đầu tô màu vào những chấm tròn này nha các bạn. Mỗi hàng một màu. Sắp vào Pop It rồi đấy. Mình đã dán bằng dính xong. Bây giờ mình sẽ cắt những hình tròn này ra. Mỗi một hình tròn là một nút ấn Pop It. Bây giờ mình sẽ cắt mấy cái hình tròn này ra để nhét cái Pop It mà mình đã làm dính bằng dính vào. Rất là kỳ công luôn các bạn ạ. Sắp xong rồi, tô nốt cái nền này là xong. Yeah! Xong, 10 phút của mình cũng đã xong. Rồi, cô Trang, chị có mang cho anh nát trong điểm không đây? Chị vẫn đang làm mà, ai không thấy à? Đã xong đâu. Nhanh lên bố em đợi. Rồi, ai xong trước ơi, chấm trước nhá. Em cún thấy 1 phút thì nhanh nhanh đưa anh chấm luôn à.
Đây à, đây. Nhìn sơ qua ảnh thì cũng ra như kiểu cái gì đây ấy. Cái này không phải pop it à? Pop it nó ấn là gì, nó cũng nó phải tròn cái mà này méo sắt méo sẹo này. Nó to nó nhỏ, vẽ không đều, vẽ không rõ. Nghe là ấu quá này. Thôi, bởi vì là anh em với nhau thì anh chấm điểm vẫn phải cao cho em nhá. Một điểm nhá. Đấy, hình như là không điểm đấy. Lân Khanh. Đây, của em đây. Của em đây ạ. Ui, của em cũng nhìn cũng ra gì phê đây. Em làm trong 10 phút thôi đấy. 10 phút à? Vâng. Bộp ít hình con gì đây? Hình mong ớt. Mong ớt à? Cũng được đấy. Đấy, mới sợ là không ấn được cái này. Cũng được. Vé thì cũng đẹp hoàn chỉnh, không nhăm nhuốc, cũng rất là cẩn thận. Thôi anh cho em 8 điểm nhá. Vâng. Thôi cầm về chỗ. Thế còn của em Hằng? Đây em làm mãi 1 tiếng mới xong anh ạ. 1 tiếng mới xong cơ? Vâng. Đây là bức tranh pop it con bướm. Con bướm à? Đâu đưa anh xem nào. Ngoài nó là tranh ngay. Ấn được cơ anh ạ. Ấn được em. Ấn thử cho em. Ui giống pop it thật á? Vâng. Đâu? Anh ơi, tuột này. Ui, vừa đẹp nó còn vừa chơi được, vừa ấn được. Xuất sắc, xuất sắc. Thế cổ ấn lại được không? Ấn lại được anh, lại xoay đầu này mình lại ấn lại. Ui, ủa xịn hết nhở. Ui, giống yên cái bộ ít thật đi Hằng ạ. Thôi, anh quyết định rồi. Cái con bướm này vừa đẹp, nó còn vừa ấn được. Giống y hết bộ ít thật. Anh cho 10 điểm xuất sắc luôn. 10 điểm? Đúng rồi. Yeah. Vậy là em được chọn trước đúng không? Đúng rồi, em chọn trước đi. Nhưng mà không đúng, em có bộ ít rồi. Còn ba con kia thì nhiều cho hai em kia chia nhau chơi. Em dùng bộ ít này cũng được, em lớn rồi. Thôi anh ra kia chia cho hai em kia đây. Tổ chức cái cuộc thi này làm gì? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.